Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào các bạn ở bên Nhật Bản, các bạn ở Hàn Quốc và tất cả mọi người khắp cả ba miền nha. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube chứng khoán của Thái Ngô Capital. Ok mọi người ha, bây giờ là cái video mà mình sẽ đi tập trung trả lời tất cả những câu hỏi của mọi người ở cái video vào chiều tối ngày hôm qua. Rất là nhiều câu hỏi của mọi người nha, gần như hàng trăm bình luận, và mình Thái Ngô sẽ đi trả lời cho mọi người. Ok, thì bây giờ trước khi vào nội dung chính, mọi người ơi, hãy cùng nhau là bấm một nút like, và ai chưa đăng ký thì hãy bật một cái nút đăng ký nha, và bấm quả chuông bên cạnh để mình làm video mình up lên là mọi người sẽ nhận được đầu tiên. Video này thì Thái Ngô sẽ tập trung đi mổ xẻ cái câu chuyện cổ phiếu tuần tới, những cổ phiếu tiềm năng và những câu hỏi của mọi người gửi về chương trình ha. Ok, phần đầu tiên thường lệ thì chúng ta sẽ đi điểm qua một vài tin tức nổi bật ha mọi người. Ok, thì đa phần cuối tuần này thì chúng ta nhận được cũng rất là nhiều cái tin tức. Thật ra trong cái phiên vào thứ sáu á mọi người, vào cái thời điểm mà Nhật Bản, tức là cổ phiếu thị trường Nikkei 225 á nha, của Nhật Bản á, có những thời điểm là tăng khoảng 300 mấy điểm, thì cuối phiên gần như cái câu chuyện là vào buổi trưa đúng không ạ? Vào buổi trưa thì là cựu thủ tướng của Nhật Bản là Shinzo Abe đúng không mọi người, đã bị ám sát ha mọi người ha. Đây là một nỗi buồn rất là lớn, và hầu như những người bạn của mình ở bên Nhật Bản và những người bạn xem kênh của mình bên Nhật Bản nha, mình theo dõi thì họ thật sự rất là trên cái Facebook cá nhân của mình thì mình thấy được những người bạn của mình làm ăn xa xứ á, thì họ để rất là nhiều sự tết, và họ thật sự mình cũng không biết luôn. Dù ngài thủ tướng không phải là một cái gì đó của Việt Nam mình, nhưng mà thật sự là mình nhìn thấy những cái động thái của mọi người á, dành cái tình cảm cho một cái người quá cố như vậy mọi người ha, rất là đáng trân trọng. Và thủ tướng, không biết là mình nói điều này có đúng không nha mọi người ha, không đúng thì mọi người, đặc biệt là những bạn làm ăn xa xứ bên Nhật Bản, hãy thông cảm cho mình nha. Bởi vì là mình thấy là ngài thủ tướng đó giống như được mệnh danh là ngài thủ tướng 10 man đúng không mọi người, trong cái tâm thức của người Việt Nam mình xa xứ rất là tuyệt vời. Tại vì trong cái thời điểm mà dịch bệnh Covid xảy ra thì ông chính là cái người mà đã có những cái hỗ trợ đặc biệt cho những người lao động ha mọi người ha. Và trong đó là có cả người Việt Nam của chúng ta nhận được cái số tiền là 10 man đấy, thì rất là nhiều cái hình ảnh tưởng nhớ một cái vị cố thủ tướng như vậy ha mọi người ha. Ok, thật ra lúc đầu thì cái tin tức này nó cũng sẽ không có ảnh hưởng nhiều đối với lại thương trường đâu, tức là thị trường chứng khoán á. Tuy nhiên á mọi người ha, vào những cái phiên cuối tuần thì nó cũng có rất là nhiều cái tin tức rối ren, giống như là câu chuyện của tổng thống Sri Lanka sẽ từ chức vào ngày 13 tháng 7 á mọi người ha. 70 năm trời ha, Sri Lanka mới rơi vào trong một trạng thái tồi tệ như thế này bởi vì lạm phát ha mọi người tìm đọc thông tin nha. Câu chuyện của thủ tướng Nhật Bản nè, Abe Shinzo từ trần ha mọi người, cũng được thủ tướng Phạm Minh Chính của nước ta là gửi điện chia buồn đối với lại cả đất nước và nhân dân của Nhật Bản. Thật sự ha, nhìn ông rất là hiền từ mọi người ạ. Mình không hiểu, mình không biết là cái nhân sinh quan mình nhìn có đúng người hay không nha, nhưng mà mình nhìn cái nét rất là hiền hậu mọi người ha. Đây, và có những cái thước phim ngắn về ông cũng rất là ý nghĩa ha mọi người. Nói chung mình không nghĩ là một cuộc đời của một cái chính trị gia mọi người ha, và đặc biệt là tại đất nước Nhật Bản, thấy cái cảnh mà bị ám sát nó rất là, này xin lỗi nhưng mà nó rất là tào lao mọi người ạ. Tức là cái dàn mà cảnh sát bảo vệ mọi người ha, nó làm nhiệm vụ rất là trất quốc luôn, lẽ ra là phải thật sự rất là cơ động trong cái viên đạn thứ nhất. Thì cái này thôi chắc mình không có nói nhiều, nhưng mà mình thấy là quá tiếc, với lại thấy cái chuyện mà bảo vệ cơ nó không có cơ động mọi người ạ. Đấy, rồi tiếp theo là mọi người có thể là đọc tiểu sử của ông nếu như mọi người có thời gian nha. Ok, thật sự là rất là chia buồn đối với lại đất nước Nhật Bản ha mọi người. Đó là một tin buồn. Tiếp theo là chúng ta có mặt với lại tin tức ngày hôm nay á. Chỗ này, ông này, Nga đưa quân sự dần tới lại Ukraine, Mỹ gây sức ép với lại Trung Quốc. Đây là một trong những tin tức mà mọi người cũng phải thật sự lưu ý ha. Mỹ cảnh báo Trung Quốc, là theo hãng tin AP, Ngoại trưởng Mỹ tức là Antony Blinken á, cho biết là vào ngày 9 tháng 7 đã nói với là người đồng nhiệm Trung Quốc của mình rằng Bắc Kinh ủng hộ Nga trong cuộc giao tranh ở Ukraine đang làm phức tạp mối quan hệ giữa ông Mỹ và ông Trung nè, vào thời điểm hai bên đã gần như là những cái rạn nứt và thù hằn bủa vây, vì họ đã bắt đầu nó khép lại dần nhưng mà tự nhiên bắt đầu bùng lên cái. Ông này là ông, nói chung là hai ông Nga, ông Trung Quốc là đi đem với nhau là xưa giờ là đúng mọi người ha. Và ngay cái câu chuyện mà giữa như là Mỹ, châu Âu là áp đặt những chính sách về năng lượng, giá dầu của ông Nga đúng mọi người, nhưng mà cuối cùng Nga vẫn tuồn hàng và bán được cho Trung Quốc và Ấn Độ rất là nhiều hả. Và ngày hôm nay tự nhiên xảy ra cái sự cố này nữa mọi người ạ. Ông Mỹ bắt đầu là lên tiếng nữa ha. Đấy,
Mọi người cũng lưu ý vấn đề này nha, đây cũng là một trong những động thái mà có những tin tức nó cũng khá là tiêu cực đối với thị trường thôi. Tiếp theo nha mọi người, đây Quốc vụ Khanh Thương mại Anh, tức là Moreau gì nữa ha, tuyên bố là tranh cử thủ tướng, tức là bà này nè, Quốc vụ Khanh Chính sách Thương mại Bộ Thương mại của Anh, bà Penny, mình đọc không biết là chỗ này nó chuẩn cái tên không, bà Penny đi ha, Modern à. Đấy, nói chung là bà này là cũng tranh thủ là sao mọi người, tuyên bố là tranh cử thủ tướng nè. Đó, sóng gió chính trường làm chao đảo của nước Anh, đó là thủ tướng Anh Johnson này ha. Ông này thì cái ngày 7 tháng 7 đó, thủ tướng là Boris Johnson đã thông báo sẽ từ chức lãnh đạo của đảng bảo thủ, thì đồng nghĩa với việc là ông sẽ với cái việc là ông sẽ từ chức thủ tướng Anh nha mọi người ạ. Trong bối cảnh là nhà lãnh đạo này vướng phải hàng loạt những bê bối, đối mặt với những làn sóng từ chức của hàng chục thành viên của nội các cấp cao mọi người ạ. Ở đây cũng là những cái câu chuyện cuối tuần thì nó có những câu chuyện về chính trường, từ hôm thứ sáu tới giờ nó xảy ra rất là nhiều cái câu chuyện về chính trường ha. Nào là thông tin của cựu thủ tướng là Nhật Bản Shinzo Abe từ trần bị ám sát ha mọi người. Thứ hai đó là câu chuyện của tổng thống là Sri Lanka, một cái nước thực ra cũng nhỏ bé thôi, nhưng mà đâu đó nó cũng cho thấy được cái mức độ tàn phá kinh khủng của lạm phát đúng không mọi người. Và cái thứ ba là cái câu chuyện giữa ông Mỹ, ông Trung chỉ thẳng đích danh luôn, tụi tao với mày, hai ông này là rõ ràng mọi người ha. Đây, ông này nói là tao với mày gần như là cũng hòa vốn với nhau rồi, huề rồi, tự nhiên cuối cùng với mày mày bỏ tao đó, mày chơi bắt tay với lại Nga, mà Nga là hiện tại là tao đang xí, tao đang chỉ mặt đặt tên Nga, tự nhiên mày với Nga đi đêm với nhau đó. Đó là câu chuyện giữa ông Mỹ với ông Trung à, và sau đó là cái câu chuyện này mới nặng nè, tức là câu chuyện của tình hình chính trường của Anh đó nha mọi người ha. Cái vấn đề thì thật sự nó cũng có những cái tác động lớn chứ không phải là không, tại vì cái tác động đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng đến với lại câu chuyện của nước Anh. Nước Anh nó là gì ạ? Nước Anh thì là cụ thể nó là FTSE 100 ha, đó nó là thị trường chứng khoán của Anh. Cái tiếp theo á mọi người, tiếp theo nó sẽ là cái khối châu Âu, và cuối cùng là sẽ có những tác động đối với lại, ít nhất là sẽ có những cái sự tác động, thì để xem là cái chuyện tác động này lớn hay nhỏ thôi, thì chúng ta sẽ cùng nhau là theo dõi thị trường của tuần tới. Và đặc biệt là trong cái tháng 7 này là mọi người cũng lưu ý là cái câu chuyện của cuộc họp FOMC của Fed nha. Rồi, cơ bản là như vậy, chúng ta sẽ đi qua hết tất cả những tin tức này nha. Bây giờ là các bạn đã mất hết khoảng là 5-7 phút cuộc đời nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trọng tâm của vấn đề ngày hôm nay, đó là câu chuyện của thị trường ha mọi người. Thì tình cảnh hiện tại thì mọi người biết rằng á, có lẽ là cộng thêm một cái yếu tố về tin tức về kinh tế nữa đó, là câu chuyện của giá thịt heo. Cái câu chuyện này không phải là câu chuyện nằm ở ở chuyện nhà nội trợ nha mọi người ha, và đa phần là cái câu chuyện của ông Trung Quốc hiện tại ông cũng đang vướng phải câu chuyện của giá thịt heo. Mà thịt heo thì mọi người biết rồi, nói thì nó đơn giản vậy thôi, chứ thật sự đi ra ngoài chợ nha, thịt heo nó cũng là một trong những cái cấu phần rất là quan trọng, bởi vì người ta rất là ví dụ như giá hành, giá tỏi, giá vân vân, những cái mặt hàng mà đi đêm với lại ông thịt heo, ví dụ ha, để làm ra một cái tô phở đi ha, hoặc là một cái món ăn gì đó, thì bắt đầu nó sẽ lên giá chung luôn mọi người ạ. Đa phần là người ta sẽ có cái động thái như vậy á, thấy cái bà thịt heo mà tăng giá là bắt đầu là những ông khác cũng sẽ tăng giá theo. Mà mọi người biết rồi, cái việc giá cả mà tăng thì nó ảnh hưởng đến câu chuyện của lạm phát, và ông Trung Quốc cũng bắt đầu cũng rất là lo lắng về vụ này nha. Và tuy nhiên thì cũng cái câu chuyện là chúng ta phải theo dõi trong thời gian sắp tới để xem được cái tình trạng mà theo mình nghĩ là cái việc mà tái đàn heo nha mọi người, thì các bạn cũng phải theo dõi. Tuy nhiên thì hình như có một cái khoảng thời gian là 2018-19 đúng không mọi người, có giai đoạn là cái giá thịt heo nó tăng cực kỳ nhiều, và nó hình như là rơi vào cái bối cảnh câu chuyện là bị dịch heo Tây Xanh hay là châu Phi gì đó, thì bắt đầu là có những doanh nghiệp Trung Quốc là đi sản xuất ra thịt heo giả đó mọi người ạ. Bởi vì mọi người biết là Trung Quốc là người ta ăn thịt heo cũng rất là nhiều, một tuần lễ thì người ta ăn không biết bao nhiêu thịt đúng không mọi người ạ. Thì nào là màng thầu rồi bánh bao rồi vân vân, những cái món ăn mà đa phần của người Trung Quốc hàng ngày trên cái bữa ăn gia đình nha, thì đều có thịt heo, mọi người công nhận không ạ? Đấy, cho nên đây cũng là một trong những cái vấn đề cũng đặt một dấu chấm hỏi cho cái vấn đề kiểm soát lạm phát của Trung Quốc trong thời gian sắp tới mọi người ha, cũng đừng dễ ngươi vấn đề này ha. Rồi, cơ bản là chúng ta đã đi qua một vài tin tức, thì bây giờ chúng ta sẽ đi ngó lại câu chuyện của VN-Index. Với tình hình thị trường trong cái tuần qua thì mình có điểm tin vào cái câu chuyện cổ phiếu của tiềm năng á, thì mình chỉ nói sơ lược về những cổ phiếu tiềm năng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó lại câu chuyện của VN-Index nha mọi người. Thì VN-Index trong cái giai đoạn hiện tại là một trạng thái khẳng định lại,
Bây giờ là cái phiên vào ngày 6 tháng 7 là một cái trạng thái đã bị thủng đáy tháng 5 và tháng 6. Điều này chúng ta không chối cãi, khách quan mọi người ha. Và mình cũng có một cái trạng thái lưu ý với mọi người nha. Trong giai đoạn hiện tại, đối với quan điểm riêng của cá nhân mình á, và cái quan điểm này mình nghĩ nó sẽ hợp lý. Đó là sao ạ? Khi các bạn bạn có đi một cái lệnh nữa thì vui lòng. Mà không chỉ giai đoạn này đâu. Trong tất cả những tình huống là chúng ta phải luôn luôn thận trọng. Ví dụ như trong bút trên thì các bạn có thể là đi vô tội vạ. Nhiều khi các bạn là mua hôm trước mà lỗ khoảng 5-7%, bắt đầu nó điều chỉnh ngược lại, bắt đầu nó tăng lại, nó tạo đáy sell cao hơn, thì cái chuyện là hiển nhiên trong một cái cơn sóng uptrend. Còn trong giai đoạn hiện tại, đôi khi nó sẽ bị rất là dễ chạm stop loss, nhưng ít nhất chúng ta cần phải tuân thủ nguyên tắc ha. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là thật sự mà nói á, trong giai đoạn hiện tại cái lực lượng dòng tiền nó vẫn chưa kích hoạt và vào mạnh ha. Cái điều này nó thể hiện được trên cái chart đồ thị, chúng ta không chối cãi được. Và khi mà dòng tiền nó rón rén như thế này nha mọi người ha, và cũng không biết cái hình ảnh là của một cái con vượn, mọi người nó truyền từ cành này qua qua cành kia, mọi người cũng lưu ý vấn đề ha. Đấy thì mình cũng rất là ngại vấn đề này thôi đó. Ok chưa mọi người? Tiếp tục là bây giờ mọi người là hai ba cái tin tức như thế này, cộng thêm hai ba góc nhìn. Còn ông VN-Index của chúng ta nha mọi người, ông gặp cái tình huống nào? Đầu tiên là bị thủng đáy nè, cái này là không 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 có gì bàn cãi nữa ha. Cái thứ hai á là ông này cũng đã bị gãy cái trendline ngay chỗ mô hình tam giác này, ok chưa mọi người? Và vô hình chung cái cản gần nhất của ông này là lúc này là 1180 đến khu vực mà cao tay là 1190, tức là 1188 là rơi về đường EMA 10 ha mọi người ha. Thì vô hình chung đây sẽ là một cái cản sắp tới. Còn cao tay ấn lắm là từ, nếu thật sự có một cái phiên hồi phục của cả một cái tuần vừa qua thì đâu đó cái đường EMA 20 và đường EMA 10 nó sẽ vô hình tạo thành một cái bức tường ha mọi người ha, là 1195. Đó là cao tay trong cái giai đoạn sắp tới. Nếu trường hợp trong thì nó khi dòng tiền mà bị được kéo trở về đây thì chắc cú nó sẽ có những cái trạng thái là bị rung lắc và sẽ có gì ạ? Có lực bán từ trên rất là nhiều. Ok chưa mọi người? Còn nếu trường hợp mà hồi phục trong ngắn hạn thì mình nghĩ nó sẽ cố gắng, thì nó sẽ nỗ lực về đây và nó sẽ đạt chuẩn với lại sao mọi người? Fibonacci nha. Đó. Là nếu như trường hợp mà Fibonacci ok, nếu trường hợp mà cái tỷ lệ vàng trường hợp không test mà gãy qua cái vùng 1142 41 được trước đó nha, vào cái phiên ngày 7 tháng 7 đi ha, thì khả năng rất là cao ông này ông sẽ tìm lại khu vực mà mình có nói là 11, đầu tiên á là phải chinh phục lại cái gap gì mọi người, cái gap giảm rồi đó là 1180, sau đó là phạm vi từ khoảng 10 điểm nữa thôi, 15 điểm nữa, 80 đến khu vực là 95 là nó vừa chạm kháng cự rồi EMA, rồi vừa chạm tỷ lệ vàng Fibonacci, thì ít nhất các bạn sẽ có một cái cơ sở lập luận như vậy. Rồi đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là chúng ta phải thừa nhận là sao, dòng tiền nó vẫn rất là rón rén, nó sẽ phân bổ từ dòng này qua dòng kia, hay nó có một cái cú kích hoạt của dòng tiền mạnh luôn, nó sẽ tạo thành một cái gì, có một cái cây nến bùng nổ theo đà. Còn hiện tại đây sẽ là phiên hồi phục thứ hai, như vậy chúng ta sẽ quay trở lại trạng thái đếm nến. Nếu trong cái phục hồi theo đà bùng nổ theo đà mọi người nha, bùng nổ theo đà, thì từ cái phiên mà thứ tư đến thứ lại thứ bảy á, theo như cái lại trường phái William O'Neil có đề xuất rất là rõ là thông thường là tăng phải từ bao nhiêu mọi người, 1.5% trở lên, và vô nó phải thật sự đạt rất là thuyết phục các mọi người, thì lúc đó nó mới khẳng định là là cái nỗ lực tạo thành một cái đáy ở đây nó là một cái trạng thái xác nhận, ok nha, xác nhận sẽ tạo đáy ngắn hạn đây. Còn nếu trường hợp mà không có những phiên như vậy thì chúng ta vẫn chỉ là đang quan sát và vẫn chỉ là cá bé cá nhỏ đang chơi với nhau thôi, đang vẩn vơ với nhau thôi mọi người ha. Ok, đó là cái câu chuyện góc nhìn của về tin tức, về kỹ thuật. Còn ở góc độ về nhìn nhận á, về nhìn nhận thật sự mà nói á, từ cái thời điểm nha mọi người, và ông này vẫn còn bị hạn chế trong một cái trend, trong một cái trendline rất là lớn từ cái đỉnh vào 1530 đi ha, mình kéo trở lại dưới này thì ông này vẫn còn chạm một cái trendline như thế này, thì cái áp lực vô hình chung là rất mạnh sẽ giao dịch ở đoạn dưới này ha mọi người nha. Đó, còn nếu trường hợp mà kịch bản xấu đi nha, kịch bản xấu mà quay đầu mà thủng luôn 1141 42 trước đây á, thì rất là cao, giống như trong tuần trước mình có nói là rất dễ đạp về lại khu vực 1090 1092 và chạm ngay đường EMA 200 trên khung tuần lễ, tức là khung trung hạn đó mọi người ha, thì vẫn còn đâu đó trên đầu chúng ta vẫn còn những cái gì cái con dao đang chực chờ, mọi người cũng phải lưu ý nha. Rồi còn về á, bên trong nội tình của thị trường á, thật sự mà nói nó có một cái sự phân hóa nhất định, cái điều này chúng ta không chối cãi được. Và sự phân hóa này hiện tại đang tập trung ở những nhóm ngành nào mọi người ạ? Đây
mọi người lưu ý ha, nhóm ngành thứ nhất á, là trong giai đoạn vừa qua hai cái phiên cuối tuần đi ha, tức là bây giờ chúng ta sẽ nhìn rất là ngắn hạn. Cái thị trường hiện tại là thị trường của đầu cơ và của kỹ thuật, không có nói là câu chuyện của là cơ bản, câu chuyện của ABC gì hết, cái đó nó rất là dài dòng lan man mọi người ạ. Chúng ta phải đi thẳng vào vấn đề luôn. Thì cái câu chuyện về hiện tại dòng tiền đang kích hoạt ở một vài nhóm ngành này, không biết nó có đủ nuôi sống được dài hay không, thì cái đó chúng ta cần phải chờ. Và khi các bạn đánh thì các bạn vui lòng nha, phải nếm trải cái mùi vị này, để kịch bản này chúng ta đưa ra để không bị là sao ạ, mua xong mà các bạn là chạy trễ, chạy sau người ta ha. Đó, trên câu chuyện của gì ạ, của chứng khoán có dòng tiền vào, điều này chúng ta không thể nào cãi được đúng không ạ. Dòng tiền thật sự đã có, và cụ thể là trên cổ phiếu của SSI, và mình có phân tích rất là rõ trong phiên cuối tuần ha. Đó, tiếp theo là VND rồi SHS, nói chung là dòng tiền nó rõ ràng, tại vì ông này là vượt MA20 và hiện tại ông này đang có những cái gì ạ, đáy thứ nhất, đáy thứ hai và đáy thứ ba, và liên tục là tạo một cái phiên gì này mọi người, từ ngày 27 20, nói chung là tháng 6 tới giờ ha, cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, hiện tại là đang tạo thành một cái trạng thái là đi ngang và siết chặt nền giá, ít nhất tạo được những cái ba đáy, thì rõ ràng nó sẽ có cái trạng thái ủng hộ được một phần nào đó về câu chuyện về dòng tiền ha mọi người ha. Rồi tiếp theo á, là câu chuyện dòng tiền nó vẫn tìm đến nhóm bất động sản, và rõ ràng trong giai đoạn cuối hai phiên cuối tuần qua là thứ năm thì mình có nói rất là rõ là sao cổ phiếu có tiền, đặc biệt là cái phiên thứ năm mình có nói rất là rõ là cho dù sau cái phiên mà bắt mà gãy đấy nha, thì phiên sau á là nó có trạng thái là ông bất động sản ông đi ngang, và ông chỉ đi ngang và chỉnh rất là nhẹ, và cho thấy mình thấy dòng tiền ít nhất nó vẫn đang trú ngụ tại những cổ phiếu này. Và rõ ràng là ông này là ông phiên cuối tuần là ông bùng cái ha mọi người ạ. Ông volume vào cái kiểu nè, ông đích vào volume rất là khủng, volume khổng lồ mọi người ạ. Đấy. Rồi tiếp tục là câu chuyện của nhóm nào mọi người? Bất động sản khu công nghiệp. Đó, mọi người lưu ý nha, là nhóm thứ ba, nhóm thứ tư là đầu tư công xây dựng nè. Đấy, đầu tư công xây dựng là những cái mảng này. Rồi, thế thì đó là bên trong của câu chuyện, bên trong lòng thị trường. Thì đối với một cách đánh hiện tại thì mọi người cũng lưu ý nha, là mọi người phải thật sự là thứ nhất câu chuyện phân bổ dòng tiền, thứ hai mình có nói rất rõ là sao, lợi nhuận đi kèm với rủi ro, cái này là không bao giờ sai và không bao giờ chạy khỏi được. Anh mà anh có liều, có máu ăn liều đúng không ạ, thì cái chuyện đó, nhưng mà vui lòng phải kiểm soát được câu chuyện của gì ạ, TB và tách RB, và đồng thời là chặn cái stop loss nha mọi người nha. Cái này rất là quan trọng để tránh tình trạng, bởi vì dòng tiền hiện tại nó chưa vào nhiều theo cái gì mọi người, theo cái kịch bản của thị trường chung nha mọi người nha. Và khi mọi người đánh theo cái lối đánh này là mọi người vui lòng phải để cái tư duy của một cái trạng thái là không biết các bạn là mua tích sản hay không. Nếu thật sự các bạn mua tích sản thì các bạn cũng sẽ không quan tâm luôn, là tôi mua tích góp dần, cho dù nó có bào, tại vì lỡ như trường hợp nó quay đầu nó bào các bạn cũng phải đau, không đau khổ đúng không mọi người. Các chúng ta phải xác định ngay từ đầu tiên nha, nếu trường hợp chúng ta mua tích sản từ giai đoạn này. Còn thật sự mà nói nha, đối với là VN-Index hiện tại mình cũng thấy cái màu ít nhiều hơn, thì đấy nó cũng gần đâu đây rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa khẳng định được là nó sẽ, nếu trường hợp mà đạp về những vùng dưới này thì quá ổn bài cho một cái trạng thái là nó kích hoạt được cái lực cầu mới. Còn hiện tại là đâu đây dòng tiền, có nghĩa là người ta cũng thấy nó thấp đó, người ta sẽ mua, nhưng mà bản chất là điểm mua cao hơn á mọi người nha. Để mà mua cao hơn á, ví dụ trường hợp nó về dưới đây tôi thấy thu thấp là tôi mua, nhưng giả dụ nó lên khoảng 7-8%, các bạn có dám mua hay không thì không biết. Dòng tiền thông minh, dòng tiền của giờ của một cái nhóm lớn á, người ta có vào khi mà nó đã được đẩy lên cao chưa, đấy mới là vấn đề của thị trường nha. Chúng ta phân tích rất là rõ đấy. Còn mình thì mình sẽ không đứng ở bất kỳ một cái phe phái nào, ví dụ ha, khi bán xong hoặc là khi mua xong nha, nếu trường hợp vận động như thế nào thì mình nghĩ á, chúng ta sẽ logic và đi theo chiều của thị trường. Cái đó là cái mới sống còn được nha mọi người ha. Hôm nay bạn có thể bán, nhưng mà bạn bán xong bạn cũng phải nhìn cái câu chuyện của thị trường là có phải là phe bò đang thắng hay không, hay là phe gấu đã bị fail, bị thất bại rồi. Đấy mới là vấn đề mọi người nha. Không được thiên kiến bất cứ một chiều hướng nào, đúng không ạ? Còn khi thăm dò là phải thể hiện rõ là câu chuyện bắt đáy. Đó, khẳng định luôn, câu chuyện bắt đáy thì phải nhớ là có phải bắt nhau rơi không, và khi mà trường hợp nó có lãi thì sẽ hành động như thế nào, hòa vốn thì xử lý ra sao, T cộng ha, lúc này là đang rất là rón rén. Còn về kịch bản ở trên đầu thì nó có những kháng cự này rồi, mọi người lưu tâm nha. Rồi, ok, trước mắt là chúng ta đã đi qua được cái này rồi, bây giờ sẽ đi vào cái phần trả lời cho mọi người ha. Thì mình thấy
phần trả lời đầu tiên. Đầu tiên nha mọi người ha. Mình sẽ kéo xuống câu hỏi đầu tiên là bà hai thế. À thế nè, hai thái cuối tuần vui vẻ, ok. Đất xanh tầm này gia tăng được hay không? Thì mình thấy là câu chuyện của cái đất xanh, nói thật nha. Đất xanh thì nếu trên đầu này hiện tại đang kẹp là, nếu nói về kịch bản mà có dòng tiền, thật sự là phiên vừa rồi là phiên có dòng tiền, cái này khẳng định mạnh luôn. Tại vì sao? Rõ ràng volume nó rất là mạnh mọi người ha, nó hơn gấp trung bình 20 phiên nữa, nó hơn rất là nhiều lần, đúng không ạ? Đúng mọi người. Tuy nhiên á, là cái kịch bản mà ông này ông sẽ chạm lại khu vực kháng cự ở đâu đây? Ở đâu đây nè mọi người, 22.35 này, chạm ngay chỗ Bull Lisbon. Mà muốn vượt qua như vậy là ông này phải vượt qua vùng số tròn 22 thì trước mắt, và ông này sẽ có một cái gap ở 23.75 thì sẽ có hai cái chặng đường ông này sẽ đi về ha. Đây, lưu ý. Còn khi mua á, khi mua thật sự hiện tại á, là trường hợp là có lẽ là chúng ta nên chờ một kịch bản, nếu nó có test trở lại vùng giá khoảng 20.x đi ha, là các bạn là lên tàu cũng được. Và sau đó là cái này là trường hợp là các bạn là mua để gì sao ạ? Mua là bởi vì các bạn là đang thấy dòng tiền nó đang chạy theo nhóm ngành này nha, chứ thật sự là chưa biết câu chuyện và bản chất câu chuyện của bất động sản trong tương lai là không biết nó sẽ như thế nào ha mọi người. Chúng ta phải lưu ý á. Và mình thấy nha, đa phần cổ phiếu bất động sản hiện tại nó có một cái form chung như thế này nè. Có một cái hiện tượng là phân kỳ dương của RSI nha, ok. Và cả như MACD nha mọi người, thì mọi người lưu ý là đánh đây là đầu tư theo dòng tiền đó nha, chứ không phải là theo cái sự kỳ vọng. Cái này là mọi người lưu ý chỗ này nha. Còn bất động sản thì nó có những cái hiện, nó sẽ còn có những cái câu chuyện của riêng của nó, báo cáo tài chính nha mọi người ha. Quan trọng là chỉ ngại rất một điều là ông này ông kéo được 1-2 trận bắt đầu ông đạp tè le hột me nữa là nó sẽ quay trở lại những trạng thái như thế này, ok. Rồi, còn mua thật sự là phải rất là sợ về tỷ cộng, còn mua thì phải thật mua phải rất là bản lĩnh và mua liền cái rẹt luôn. Còn không là cứ nắng ná bắt đầu nó kéo, nó đề ba rất là nhanh, cái bắt đầu nó rơi về trên đây, bắt đầu là thèm thuồng, là không mua là không được rồi, bắt đầu chạy vô là y bài vô xong bắt đầu ha, toàn là vô xong là bắt đầu là hứng đạn mà nó cứ tàn lại thì là câu chuyện khác. Còn khi mua xong mà có lãi là một là các bạn bán, hai là bạn sẽ nâng này đi lên. Còn hiện tại cái việc stop loss ở đâu đây mọi người? Thứ nhất, mình nghĩ có khả năng là gần là ông này sẽ 19.3 gãy là bỏ ha, bỏ cổ và lấy người, đúng mọi người? Đó, ok. Đó, câu hỏi thứ nhất để mình bỏ này qua cho nó dễ rồi. HBC Nam Kim rồi, hy vọng tuần sau, ok em nha. Duy có nói là bạn này có hỏi là chiều mua của SHS nè, chiều mua của SHS đúng không ạ? Ở đó thì giống như dòng câu chuyện của cổ phiếu về mọi người chứng khoán ha, thì đối với mình quan điểm này, ông này cũng có một cái hiện tượng là phân kỳ dương, đúng mọi người? Đây rõ ràng giá sau đây nè ha, phân đa phần là hiện tại là đang có một cái form đánh là đánh về phân kỳ dương kỹ thuật nha mọi người ha, mọi người lưu ý chỗ này. À đây đó. À, nếu như bạn thật sự muốn mua thì ok, đây sẽ là một cái hộp giá của nó nè đó. Nếu thật sự các bạn muốn mua là phải, nếu mà thật sự muốn mua luôn á, tại vì trong giai đoạn này nó rất là khó, vì các bạn mua bạn phải enter cái bập liền và sau đó các bạn phải chặn lỗ dưới này liền, dưới cái hộp này ha. Đó, còn bây giờ là mua xong là một là nó sẽ tùy theo câu chuyện của hàng về, cái đó mình khẳng định luôn nha. Còn mà cái chuyện mà chúng ta cứ nắng ná chờ đợi bắt đầu nó lên trên đây cái bắt đầu là nhảy vào mua, nói thật luôn, lỗ là dưới này rồi. Còn cái câu chuyện mà khi mua xong mà một là bị bán tháo, hai là bị gặp cái tình trạng như thế nào, đó là cái câu chuyện chấp nhận của thị trường rồi nha. Còn mình sẽ một cái lệnh như thế này đây, mua là ví dụ như vô là bữa liền và đặt chặn lỗ dưới này xong. Rồi tiếp tục bạn hỏi là chiều bán của BSR ha. BSR thật sự hiện tại nha, mình thấy là ông này đã thủng được đường EMA, thủng hết tất cả đường EMA rồi, cho nên là mình sẽ không ưu tiên giai đoạn hiện tại ha mọi người. Còn về cái nói thật sự thủng thì khi có trạng thái mà nó kéo lại những vùng giá khoảng 24.5 á, thì mình nghĩ là nên hạ cho nó an toàn, hoặc là cao tay là 25.5 ha mọi người, thì nó sẽ rơi về những khu vực kháng cự rất là mạnh của cổ phiếu nha. Ok. BVS. Không, à bạn chắc bạn hỏi là BVS đúng không ạ? BVS thì nó sẽ đúng hơn đây. BVS thì nó cũng giống như câu chuyện của anh BSR ha. Đối với dòng dầu khí hiện tại thì cái này phải xem thử là trong giai đoạn sắp tới thật sự là nhóm nào sẽ lead thị trường ha mọi người.
Còn bây giờ ông này ông cũng sẽ ông rơi về những vùng này, thậm chí mình nghĩ cái hỗ trợ cái kháng cự gần nhất là 23.8, cao tay là về 25.4 thì nên chia nó ra. Nhưng mà dòng tiền mà muốn mà thật sự tăng trở lại, nếu phải có những câu chuyện của thị trường nó sẽ về ủng hộ ha. Còn đối với giá dầu thế giới thì trong phiên cuối tuần á, ông này vẫn đóng được cái giá là trên khu vực là khoảng $100 ha mọi người, thì mọi người cũng lưu tâm cái vấn đề này nha. Còn rõ ràng ông này không nếu như trường hợp mà kéo trở lại vùng giá khoảng 24 trước mắt này ha, tầm tầm đó mà không qua thì mình nghĩ là nên hạ, bởi vì ông này ông sẽ kéo một phát nữa, ông sẽ đạp về những đường trên line như thế này thì lúc đó là chúng ta sẽ tính lại nha mọi người ha, lưu ý. Còn hiện tại là ông này ông cứ vô cái thế là tình thế lưỡng nan rồi, một các bạn không bán được 24 thì nó sẽ đạp trả về dưới này vậy thôi à, còn không là chia ra 24 và 25, ít nhất là lên cao tay ông này sẽ về lại 25.x hoặc là 26 nữa nha. Tại vì kịch bản sẽ có hai cái mốc để các bạn phải lưu ý. 23.x là 24 là một vùng thứ nhất nè. Đây nè. Đó nha, vùng thứ hai là trên này là thôi, đúng rồi, có hai kịch bản. Đấy, vùng thứ hai là rơi về lại ngay cái râu nến bên đây nè mọi người. Đây, mình sẽ làm cho nó rõ vấn đề luôn. Đó. Nó sẽ có hai trạng thái để bán đó nha. Tiếp tục. Bạn hỏi là sao ạ? BNG Huyền My hỏi là khi nào nó được ok. BNG thì ok bạn xem nha. Với trường hợp mà dòng tiền như thế này thì bây giờ rất là rõ thôi. Nếu bạn cầm ông này vẫn trong một cái kênh giá, nhưng mà bản chất là ông này đã bị gãy và nó tạo ra một cái giao lộ chốc chỗ này bị cắt. Thì một mình nghĩ là cao tay lắm nếu trường hợp có kéo về 120, còn không là phải thật sự có một cái phiên chủ động. Bởi vì sao ạ? Mà gãy là 114 là mình nghĩ là nên hạ luôn, bởi vì bản chất là cổ phiếu này nó đạp liên tục như thế này và trên cái nguyên tắc về hồi, mình ví dụ nha, ở đây thôi, khi bạn hồi lại khu vực khoảng 119-120 là rơi lại khu vực cân bằng và ông này sẽ bị đạp trở lại ha. Thì mình nghĩ là nên hạ vậy thôi, còn không mà nó không có kéo được trở lại giá đó gãy luôn vùng giá khoảng 110-114.x là mình nghĩ là nên bữa liền để tính tình trạng nó sẽ test trở lại những vùng giá dưới này khoảng 104, đúng không ạ? Rồi, Hà Thái vui sướng. Ok anh Thúng Vũ Quảng Ninh rồi nha. Vì nhận định đúng, ok cuối tuần vui vẻ. Rồi, ok, hello anh, chúc mừng anh nha. Chào anh, em xin target Dachshund. Dachshund là hồi nãy mình có trả lời nè. Đúng câu hỏi của bạn dưới luôn nha, trả lời rồi. Cuối tuần vui vẻ nha Thái, ok đạt. Rồi, chào Thái vui lòng mình hỏi chiều bán của SHS. SHS mình vừa mới trả lời rồi, bạn hỏi là giống như câu chuyện y bài luôn bạn ạ. Đây, mình có trả lời rồi nè. Những câu hỏi nào mà nó trùng lắp thì chắc có lẽ mình sẽ không nói lại cho nó khỏi mất thời gian bạn ha. Đây, thì có lẽ là nếu trường hợp mà mua đây xong, trường hợp mà về lợi được khoảng là 10-15% là bữa liền. Kháng cự trước mắt là 16.12 nha, nó tiềm cận ở vùng giá này. Vừa khu vực là đường EMA 50, đường Bollinger cộng thời với lại cái râu nến bên đây tạo thành một cái vùng cản ha. Và mà vượt qua cái đó thì chúng ta sẽ tính tiếp, còn trước mắt là nó sẽ có cái chặn ở đây đã nè. Đó. Và từ đây lên đây thì mình nghĩ là câu chuyện nó khoảng là 12-15%. Ok chưa nha. Rồi, chào anh Thái, anh xem giúp CTG có chịu mua được không? Bạn hỏi CTG giống như câu chuyện của dòng banh. Banh hiện tại thật sự mà nói ha, mình thấy nhóm banh á thì nó có một cái trạng thái chung của thị trường là ông này vẫn giữ được cái nền tảng thế lực, tức là ổng gãy tăng thì mình thấy nó chưa có dấu hiệu tăng, nhưng mà hiện tại là vẫn đang thủ được thế, tức là sao ạ, tạo được một cái vùng hỗ trợ rất là ổn định ha, chưa thấy hiện tượng gì cả. VB Bank cũng vậy ha mọi người. VB Bank thì nó xấu hơn một chỗ là ông này đã bị thủng rồi ha, mọi người lưu ý. Rồi MBB thì sao mọi người ạ? MBB thì vẫn giữ được cái trend lên, tức là đáy sau đang cao hơn nè. Chỗ này nha. Thì ít nhất là dòng banh hiện tại thì mình thấy nó vẫn đang giữ chân thôi. Còn bạn hỏi CTG thì chúng ta sẽ trả lời CTG nha. CTG bạn hỏi là chiều gì ạ? Chiều mua. Nếu mà thật sự chọn banh á thì mình nên nghĩ là chọn những cổ phiếu nào nó đã có cái gì ạ? Nó xây dựng tốt, ví dụ như là VB Bank thì mình không ưu tiên. MBB Bank thì mình lại ưu tiên là rõ ràng, tại vì nó tạo ra những cái chân đáy sau đang cao hơn và giữ được nhiệt, và nó đang tiệm cận lại rất là gần được 26.5. Nếu trường hợp bạn mua thì mà nó có gãy ở vùng giá nào mọi người, thật sự á, lẽ ra nếu trường hợp mà gần nhất là bây giờ chúng ta sẽ chọn là nếu gãy trường hợp khoảng 24 số tròn hoặc là dưới đó một tí 23.9 các bạn bán ha, để chấp nhận thôi.
Còn MBB là một chuyện nè, bởi vì nó có một cái hệ sinh thái của nó. Techcombank trận này cũng rất là mạnh nè. Ok, Techcombank thì mạnh hơn nè, bởi vì sao? Ông này đã vượt luôn đường đường EMA 50 rồi. Nếu các bạn mua thì các bạn cũng nên chú ý những cái cổ phiếu như thế này, mua quanh vùng giá hiện tại và chấp nhận câu chuyện của đặt lỗ cắt lỗ, đúng không ạ? Còn còn ổn định thì bạn nên chờ lại những vùng giá ví dụ như 36.8 nó có test lại hay không ha. Ông này vẫn đang trong một cái trend như thế này, và bên đây cũng là một cái gì ạ, cái đáy sau đang 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 gần như là test trở lại đáy này rồi ha, ông này kéo lên đó, bạn lưu ý nha. Trường hợp chỗ này nó cũng đang chạm lại vùng kháng cự rồi, phía trên là dãy Bollinger Band là 38.5. Thế thì một á, là bạn nên chờ có nó có test trở lại vùng giá khoảng 35.8 hay là 36 hay không. Còn mà trường hợp nó test trở lại 36.7 mà nó không gãy là bạn nên mua chủ động liền ha, và đặt chặn lỗ là dưới đâu mọi người. Một là 7-8%, hai là gãy ngay chỗ vùng giá 34.5 là bán liền ha. Rồi câu chuyện kỳ vọng là ông này có thể ổn bài bản, biết đâu kéo lại vùng giá 42 thì sao. Nhưng mà banh thì hiện tại là mình nghĩ đôi khi nó sẽ vận động trong cái gì ạ, vẫn ở đâu đây nè, còn tốt lắm nó sẽ kéo lại vùng giá khoảng 41x42, bạn lưu ý ha. Còn hiện tại là vẫn là một cái vùng đang chạm lại kháng cự nha mọi người ha, mọi người lưu ý. Và Techcombank là phiên cuối tuần thì nó cũng đóng một cái nến, nó dạng như là lưỡng lự và liên tục là bên đây cũng một cái râu nến đó nè ha, gần như khu vực này nó sẽ là một cái lực bán của rất là nhiều người cầm hàng ha. Rồi cổ phiếu của rồi, hello dân bên Nhật Bản nha. Ok, chúc em tối vui vẻ nha. Anh Quang Trần Đất chào anh Thái, chúc anh vui vẻ. Rồi chiều mua của Vote ha. Vote hiện tại mình thấy nó như thế này, ông này ông vẫn đang vận động trong xu thế này. Thật ra nếu trường hợp mà bạn mà mình có nói rất kỹ rồi, nếu trường hợp mà liều ăn nhiều á thì rõ ràng bạn có trường hợp bắt đáy nha. Ông này ông sẽ tạo thành một cái trendline tiếp theo như thế này nữa nè, đó. Thì rõ ràng khi mà vua vùng giá này đúng rồi, chấp nhận mua mất đáy thì 5-10% gì đó, thì ông này ông cũng tìm cận lại vùng giá là tỷ lệ vàng Fibonacci nè, quanh 15.3. nếu trường hợp bạn mua xong mà nó gãy 14.5 thì bạn bán cắt lỗ ha. Còn muốn mà mua như vậy thì rõ ràng này phải liều rồi, còn không là bạn phải chờ đợi luôn, nó phải test trở lại những vùng giá dưới này nè bạn ạ, là 14 ha. Quanh vùng giá 14 thì bạn mua cho nó an toàn, vì nó sẽ chạm lại những đường kênh giá dưới. Ok chưa? Ông Zimadev hiện tại là cũng như vậy thôi. Ông bị đạp trở về dưới này rồi, thì rõ ràng ông này đạp trở lại dưới này thì nó có một cái gì ạ? Cái nền giá đây đó. HAH hiện tại cũng đang chạm lại khu vực là hỗ trợ, ít nhất là nó cũng có một điểm dừng chân của cổ phiếu. Mà nếu như thị trường hiện tại đợt tuần tới mà nó có kích hoạt lên á, thì rõ ràng là những cái ông vote như vậy chắc ông cũng sẽ bay. Nhưng mà cái đó thì chấp nhận bắt đáy rồi chứ không còn cửa nào nữa, còn không là đứng ngoài. Vì sao ạ? Vì ở đây ít nhất ông cũng hội tụ được một cái điểm là sao ạ? Tôi mua khi ông đã giảm lại 0.618 rồi tôi bọc. Còn trường hợp mà ông tôi bọc xong mà nó lỗm lại chấp nhận, không có ai mà rõ ràng được hết cả. Tại vì đã mua bắt đáy mà mua bắt đáy sớm thì phải chịu bạn ạ. Ok nha, lời thật luôn luôn là thô. Rồi Hồng Thủy, hôm qua em có mua HBC trùng giá với anh, nay em lại mua FCN, không biết có kịp thay bay không. Thì anh nghĩ là để xem thôi mà. Ít nhất thì nếu mà trường hợp nó kéo tiếp tục dòng tiền mà nó trở lại thì ông này sẽ rơi về lại 14 đến cao. Ok, mình sẽ lấy một cái mốc như thế này em ạ. Đây, rơi về chạm, có là khả năng ông này ông cố gắng thì ông sẽ test lại những vùng giá như là 15.8 ha, có một sự kỳ vọng của đó. À, mọi người, nó đánh mạnh lên đó nha. Ở đây vượt đỉnh luôn thì nó hay hơn em ạ. Vượt khoảng 13.8 thì anh nghĩ là dòng tiền nó sẽ kéo lắp gáp lại, thì nó sẽ kéo lại giá đó nha. Có. Ok. Các nhà đầu tư lưu ý HBC, Lê Việt Hải chủ tịch hội đồng quản trị xin mua đỡ giá. Ok. Mình hiểu ý của anh này rồi, hình như là HBC có câu chuyện là ông ấy đăng ký mua thêm đúng không ạ? Chắc có lẽ là như vậy, mình thì không quan tâm. Có khi nào bị bung trap không thấy ơi, chứ anh nghi lắm, leo thêm một hai phiên nữa đầu tuần rồi cắm đầu. Mọi người cũng lưu ý là VN-Index nha mọi người, là cái phiên cổ phiếu này của ngày thủng này nè. Đây, ngày mai ngày mấy mọi người? Ngày 6 tháng 7 là hàng về, tức là thứ hai của hàng của phiên này về. Ồ, nó sẽ gặp áp lực cũng bá cháy bù chết đó nha. Đấy, và hàng ngày mai hàng về cũng rất là nét nha mọi người nha.
quan trọng là ngày mai lắm. Rồi, còn nếu có thủng trước thì anh nghĩ tiêu cực thôi, nhưng anh vẫn vẫn mong thị trường trung hòa hết quý 3. Đúng rồi anh ạ, thật sự giai đoạn hiện tại thì mọi người cũng sợ, cũng rón rén tiền nè, lực cung cũng biết rồi nè, rồi nào là nói đáy, nào là nói không, rồi 2-3 phê, bên thì Tào Tháo, bên thì Lưu Bị, rồi bên thì Tôn Quyền nữa ha, nói chung rất là nhiều. Thì em cũng nghĩ là nếu trường hợp mà nó đạt thêm cái nữa thì cũng có thể là về lại 1090 và 1100 đi ha, thì nó cũng có một cái lực cầu rất là lớn rồi chứ phải không đâu ạ ha. Còn trước mắt giai đoạn này là chúng ta cũng chưa biết được đâu mà làm, tại vì dòng tiền rõ ràng nó chưa khẳng định, ngay cả một cái phiên tuần lễ nó đóng lại trong cái tuần vừa qua nha, còn đánh theo này, đánh theo dòng tiền rồi đánh theo bắt đáy, đánh theo kiểu mà nhanh nhẩu và thấy dòng tiền nó đi đâu thì đi theo đó, chứ cái cơ bản hiện tại là mọi người cũng sẽ chưa quan tâm lắm, nói thật sự luôn á. Bây giờ chỉ là câu chuyện của giờ kỹ thuật, tại vì cơ bản thì ngồi mà mổ ra thì các bạn thấy là ở đâu một số ngành như nó đâu ủng hộ rồi mọi người, ví dụ như nhóm chứng khoán là dòng tiền cứ lèo tèo mãi như thế này thì làm sao mà nó có ổn định được, đúng mọi người? Ít nhất đánh theo hồi thôi ha. Rồi chào anh Thái, anh nhận định cho em về nhóm xây dựng sắp tới thì hiện tại nha. Sắp tới thì anh cái câu chuyện về đầu tư công, đúng mọi người, câu chuyện về 6 tháng cuối năm rồi cộng thêm với lại cái chuyện mà giá vật tư xây dựng nó giảm ha, và 6 tháng cuối năm thì là 6 tháng cuối năm với lại năm 2023 mọi người ha, thì kịch bản thì cái dòng đầu tư công nó sẽ có cái gì ạ, có cái điểm giải ngân rất là mạnh của chính phủ với lại những công trình, thì mình nghĩ là có lẽ là những dòng tiền sẽ đón đầu. Còn hiện tại thôi, chấp nhận hiện tại nha, đó là nói về bề mặt ai cũng chém gió được trơn đó, đúng không ạ? Anh thì anh nói rất là thô và thật, nói thật luôn á, anh thì nói rất là thô và thật thôi. Còn dòng tiền hiện tại là dòng tiền của việc bắt đáy, rõ ràng bắt đáy theo kiểu là mình đang thấy dòng tiền vô đó, một là liều thì lên, còn không là đứng ngoài cho nó an toàn em ạ. Em thấy đợt này mấy dòng có tiền ok, em nghĩ sẽ chạy kéo thị trường tuần tới đó. Còn nếu cái này phải phù hợp với tính cách của chúng ta nữa nha, cứ thấy dòng tiền vô mà đu mà khi nó còn chưa tăng mạnh đó, thì quả may còn ổn. Rồi cho em hỏi về LCG, thật sự LCG anh cũng đánh giá vào thứ năm, anh nói và ok, nếu trường hợp em mua thì hiện tại là ông này vẫn có, đây nè, nếu hiện tại mua thì ông này vẫn còn ngấp nghé chưa vượt ấy, còn khi em mua em chấp nhận em mua thấp luôn, em ví dụ vậy ha, mua quanh vùng giá khoảng 10 đến 10.2 chẳng hạn đi nha, còn mà lỗn qua vùng giá khoảng 9.1 là cắt lỗ, đúng không ạ? Còn hiện tại là ông này phải rớt qua cái 11.2 nữa ha, là có khả năng rất cao ông này sẽ kéo trở lại vùng giá 10-13. Lưu ý nha, mua thì phải chấp nhận mua thấp rồi sau đó là để xem ông diễn biến như thế nào. Tại vì ai cũng đang cố gắng mua thấp nhất trong giai đoạn hiện tại ha. Còn khi mà nó rớt qua được cái đỉnh bên đây, kháng cự bên đây thì ông này ông sẽ tìm lại những vùng trên đây là có đó nha. Quanh 12.5 đến 13. Rồi, Lê Đức Huy nè. Ok Huy nha. anh cho em hỏi chiều mua của Guess ASM VOS. VOS thì anh trả lời rồi, FCN trả lời rồi ha. ASM ok. Anh cũng ok ASM hiện tại thì ông này ổng sao ạ? Ổng có hiện tượng là tạo ra cái gì sự phân kỳ âm hay sự phân kỳ dương này ha. Giá thì giảm nhưng mà hiện tại ok, nếu trường hợp em ấy thì em nên mua ông này. Thật ra giai đoạn vừa qua ông này mô hình là 3-4 đáy mà liên tục tạo ra những hỗ trợ như thế này nè nha, tạo ra những hỗ trợ rất là cứng nhưng mà cuối cùng vẫn bị đạp à mọi người, thì và đạp và von cũng rất là lớn, đúng không ạ, chứ không phải là von bé. Nếu như mà đạp và von bé thì quả may. Còn khi em mua thật sự nha, em nên chờ xem thử ông này trên khung nến 1 giờ, anh ngó khung nến 1 giờ thì nếu như trường hợp mà ông này vẫn tiếp tục ổng thủ được vùng giá khoảng 13, ổng cứ kéo lên và ổng test trở lại mà không gãy 13 thì anh nghĩ là em nên cơ động em mua luôn, và em sẽ đặt chặn lỗ là dưới 13 nha, gãy là em bán vì em đang đánh về kỹ thuật mà. Còn khi nó thủng này thì không biết đâu mà lần hỗ trợ gần nhất của ông này là vẫn là 12.9, 13 em thấy mà chạm ngay trên khung nến khung tuần á là bắt đầu nó có hiện tượng là giật chân trở lại ha. Ok rồi, mua đánh nhanh thôi, đánh nhanh rút lẹ, dòng tiền hiện tại là như vậy em nha. Get Get thì hiện tại là đóng nến của tuần 6 mà thật sự ha, anh đã thoát hàng trên vùng giá trên này rồi. Còn hiện tại là chúng ta phải ngó theo dõi dòng tiền thôi, dòng tiền hiện tại nó vẫn chưa tìm đến những cổ phiếu như thế này thì chúng ta cũng không nên mua vội nha, không nên mua vội. Trên khung tuần thì hiện tại là ông này cũng có một cái hỗ trợ quanh vùng giá đúng y là kịch bản là 20.5 này nha, quan trọng ông này cũng có test trở lại những vùng giá như thế này. Còn nếu như em chấp nhận em mua, em cứ giải ngân khoảng 5% trước, 10% trước thôi, và em phải làm chủ bài toán là sao ạ,
khi nó gãy 20.5, 20.3, 4 là phải bữa, trong trường hợp điều kiện nó có cho phép cắt lỗ. Còn không mà nó bị bán tháo theo dòng thị trường là chịu, không có ông nào mà nói hay được. Ông nào mà giỏi mà đem ra nói hay là anh bựa liền á, đúng không ạ? Bây giờ ví dụ trường hợp nó cho em mà bán, ví dụ như trường hợp ha, em mua xong mà nó đi tèo 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 nó bò tùng xẻo thì em còn cơ hội em bán. Còn nếu trường hợp em mua xong mà nó hút một cây nến, cái rầm nó về tới đây luôn nè, là lúc đó em không đỡ được, là phải chấp nhận. Cho nên an toàn nhất vẫn đi đi vốn là sao, trung bình, thấp, ngon lành, nói thật, lời thô mà nói thật, đúng không Huy ạ? À? Đó rồi, B-sensei, ok, hello người anh em của mình ở Đắk Lắk nha, rồi, ok em nha, rồi hello Điền này nha, rồi hello Hiếu, người bạn, người đồng hương của mình, nói chung là những anh em chơi rất là fair play và quân tử nha, Chi Trần, hello chị Chi nha, à em cảm ơn, rồi chị hỏi là xem giúp chị chiều giữ BSR 23.25, tại vì chị gái của mình hỏi nè, 23.25, à chị ạ. À, em nghĩ như thế này, nếu trường hợp mà chị mua giá đó thì chấp nhận chị chơi nha, khi mà nó thủng luôn đấy này thì mình phải bán thôi chị ạ. À, còn trên đầu ông này là gặp cái hỗ trợ kháng cự là 24.5 là vùng thứ nhất, đến khu vực là 25.x đến 26 thôi nha, là chị phải bán thôi, tại vì hiện tại nó đang bị thủng hết tất cả những đường MA rồi, cho nên cần phải có nỗ lực rất là mạnh hả chị nha. Ok đó rồi, có gì là chị cứ hỏi Zalo em nha, tại vì chị được quyền hỏi mà chị chơi nha, yên tâm. Rồi, à, Hăng Vlog bạn này hỏi là đánh giá Simadep 46.2. Bạn hỏi là Simadep tức là cái dòng logistics vận tải biển ha, cảng biển. Simadep thì hiện tại ông này ông đang đạp trả lại, đạp gãy hết trơn tất cả những vùng này rồi. Còn khi mà bạn mua, bạn chắc bạn bắt đáy đúng không ta? 46.2, ok, nếu trường hợp bạn bắt đáy á, thì khi hàng về có lời thì bạn bật thôi. À, hỗ trợ gần nhất là ở đâu ạ? À? Đây, nằm ngay vùng giá khoảng là, thứ nhất là vùng giá khoảng 49 đến khu vực 50 là ngay đường trendline này nha, có lãi là bữa, còn mà nó thủng luôn là phải bán, nguyên tắc là bất di bất dịch bạn nha. VND lời thô mà nó thật, VND thì thật sự anh thấy thì hiện tại đối với dòng chứng khoán nha, à, thật ra nếu mà kích hoạt dòng tiền nó vẫn vào là SSI nhiều hơn, còn VND mà bạn mua là bao nhiêu ạ? À? 19. Nếu trường hợp bạn mua 19 mình không quan trọng, khi mà trường hợp một là nó gãy là 5-7%, hai á là bạn đặt cái stop loss đây nè, khi nó thủng 17-16.9 bạn bán cho mình rồi, ok nha, phải làm đúng nguyên tắc. Ta có điểm mua chưa ạ? À? Ok nha, thì ta hiện tại là mình thấy là hiện tại hôm nay nó gãy từ lương như rồi, nó thật sự luôn, quan trọng là hiện tại là không thấy điểm mua an toàn, nói thật nha, không thấy điểm mua an toàn, ok, gãy từ lương rồi nha, gãy từ lương luôn trời. Ok rồi, không, mình thì không ưu ái đến theo kiểu này nha. Ba bốn con quả đen luôn nè mọi người ha. Rồi, hôm nay em sẽ phục hồi trở lại vùng giá khoảng là 25.2 hoặc là 20-25.8 là sẽ có lực bán trở lại nha. Rồi, không ưu tiên đánh như thế này. Nếu trường hợp bạn mua như vậy á, bạn phải đặt chặn lỗ dưới này nè. Đó, hoặc là bạn sẽ đặt chặn lỗ dưới này luôn nè. Và cái chuyện mà cái này phải sự thật. Đây, mua đây đúng không ạ? Một là ông đặt ở đây, hai là ông sẽ về đây, ông chốt lời thì cái câu chuyện ông hiện tại là ông đang lỗ nhiều hơn là ông lãi, đúng không mọi người? Là fail, cái kèo đó là không ổn ha. Mình rất là mong muốn là những ai xem kênh của mình đó mọi người ạ, à, sẽ biết được những kịch bản như vậy là mình rất là vui. Chứ không mà các bạn cứ đánh vô tội vạ là rất là nguy hiểm, rất là đau lòng, mình nói thật luôn á, tiền của mọi người, nhưng mà ít nhất là ví dụ là đừng coi kênh của ông Thái cũng được mọi người ạ, à, mình nói thật. Còn mình cũng nói rất rõ là sao mà cái lá gan mọi người lớn á, thì mọi người nên chọn những cổ phiếu nào đang có dòng tiền vào mà mua cũng vừa phải thôi, tại vì rủi ro cũng chả ai biết được trong thị trường này đâu, nói thì cho hay dữ dằn luôn ha, nghe mấy ông chém gió thì vô tội vạ luôn, đến lúc mà nó quay xe các kiểu là bắt đầu là lỗ là mình nắm nè, chứ không ai nắm chứ, đúng mọi người ạ? À? Thô mà thật. Anh này, bạn này hỏi là sale chiều mua, sale hiện tại bắt đầu nó đã vượt qua kênh giá như thế này, nếu mà trường hợp bạn mua á, bạn nên vui lòng là bạn đợi thử là ông này có test ra là những vùng giá khoảng 27.3 hay không, và chấp nhận bạn mua và bạn phải chịu nhiệt nha. Khi bạn mua xong là bạn, một là bạn phải đặt khi nào nó thủng 24.5 ha mọi người. Đó, tại vì ông này hiện tại vẫn đang trong một mô hình tam giác mà vừa mới bắt trên live thôi, và câu chuyện của bất động sản thì các bạn cũng đã biết rồi ha. Khi các bạn mua là bạn đang mua theo dòng tiền và đánh theo kỹ thuật rất là ngắn hạn, có lỗm hàng về là bán, còn không chịu đựng lắm á
gãy luôn 24.8 là bằng bữa luôn. Còn chút lời quả may á, nó cao tay nó kéo lại vùng giá khoảng 33-34 mọi người nha. Muốn kéo về vùng đó thì phải đi qua vùng 30 rất là chiến lược, một cái vùng giá rất là ác nghiệt, chỗ này là phải đánh rất là mạnh vượt qua luôn. Đấy, đó là sale và VCA. Mua thì phải mua liền, mua khi có giá điều chỉnh đỏ là không rung tay, còn không là nó đã rung tay và kéo nó lại mà mua là rất rất dễ bị dính chưởng nha. VCA mình nói thật sự muốn mình nói chuyện về chuyên nghiệp và hay ho thì mình nói cái rẹt liền các bạn ạ, nhưng mà mình luôn luôn muốn nói những cái ngôn từ rất là đơn giản nha các bạn, chứ không có kiểu mà màu mè hóa lá hẹ mọi người ạ. Màu mè hóa lá hẹ chết người ta, nói thật. VCA thì mình thấy thế này bạn ạ, là ok, mình cũng nghĩ là VCA là cũng ổn, bởi vì sao ông này vượt trên đường EMA 50, ít nhất là mình mê những cổ phiếu như thế này, rõ ràng nó mạnh các bạn ạ. Và khi trường hợp mà nó có test trở lại thì mình vùng giá khoảng 36x các bạn mua, còn lỗm là vùng giá khoảng 33-34 bạn bán, bạn phải chia ra như vậy. Còn ông này ông kéo trở lại vùng giá khoảng 41-42 nha. Đó, phải đặt những vùng giá như vậy trước mắt, có một cái sự kỳ vọng cái đã, còn không là lỗm là hàng về là bữa liền. Rồi, ok, người anh em của Bình Ngạn ở An Giang nè, nhớ tên mọi người nha. Ok, chào đứa chào chị gái là chị Hương nha. Thái cho chị hỏi là chiều giữ ban. Dạ, chị hỏi ban nha. Thì Thái thấy thế này, nếu trường hợp mà ban á, ông này hiện tại ông cũng đang tạo, tuy có một cái điều tích cực của ông này là rõ ràng thị trường nó đang đánh theo một cái kịch bản. Ok, 1, 2, 3 đấy nha. Rồi, nếu trường hợp bây giờ chị chấp nhận chị giữ đi nha. Nếu trường hợp mà nó cứ gãy luôn khu vực mà đáy ba đáy này thì mình phải chấp nhận bán thôi, không còn cơ hội nào nữa. Còn bây giờ giữ thì nếu như nó test trở lại những vùng giá đâu đây à, thứ nhất là mình nghĩ là vùng đầu tiên là 21.x đến khu vực cao tay là ông này sẽ kéo lại vùng giá khoảng 22 thì là nên bán chị nha. Ok, là nên bán ra. Còn ông này cũng có một cái kịch bản là ông đang tạo thành những cái phân kỳ dương nhất định của một cái kỹ thuật rất là ổn định đó, rõ ra. Nhưng mà khi mà nó tạo dựng như vậy thì mình cứ nắm giữ thôi ha. Rồi, ông này cũng nén rất là dữ mọi người ạ. À, đúng mà. A, B, C, D, E này ha. Ok, ông này rất khả năng rất là cao. Để xem thì cũng có kéo trở lại vùng giá khoảng 22 không nha. Chạm ngay vùng này nè. Đó, đó là. Để xem. Và ngay cái đoạn tam giác này thì mọi người cũng lưu ý nha. Nó trường hợp cổ phiếu mà nó bật theo chiều nào là mọi người phải hành động theo chiều đó liền, không nên chống lại thị trường, mình nói rất rõ nha. Rồi, hello là chúc anh thấy có người vui vẻ nha, anh thấy là cho em hỏi là chiều mua của HHS nè, TCH Get nè. Ok, TCH thì anh nghĩ là một cái cổ phiếu, thật ra ông này á, ông đánh theo cái dạng là ông này ông cũng được một cái chỗ này nè, ông đầu cơ cũng quá trời, nói thật sự thật đúng mọi người. Trong năm 2 năm vừa qua người ta tăng lên tới đâu rồi ông này ông cứ tàn đi xuống nha, đó là một sự thật. Còn khi mà bạn mua thì bạn mua theo kiểu mà ăn theo cổ tức thì đồng ý nha, ăn theo cổ tức thì ok. Còn khi mà mua thì mua gom dần thì được em mà, nhưng mà vẫn thủ nguyên tắc là cắt lỗ là gãy 10 chấm, anh nghĩ là gãy 10 số tròn là em nên bán, trước mắt là như vậy. Còn muốn mua thì thật sự ok, chấp nhận là mua chờ thử có những phiên rung rũ trong phiên mà thấp đỏ đỏ cái em mua cũng được 3% gì đó ha, chấp nhận. Còn không là em phải chờ nó phải đạp về dưới này luôn nè, mà đạp về dưới này thì cái câu chuyện là nó đã bị quay xe là không nên bắt đáy lại nha. Có trường hợp mua thì khi nó mua tăng thì chấp nhận mua lên. Ông này thì ông có những cái hồ sơ, ông có câu chuyện là ông có thưởng cổ tức cũng đều đặn cũng được, ít nhất là như vậy. Thì không biết là năm nay có thưởng hay không, tiền mặt ông này cũng dồi dào ha. Còn cái chuyện mà cổ phiếu là bao nhiêu năm nay là không chịu đánh lên mọi người ạ. À, với một cái giá này thì mua thì có cái cổ tức cũng ok đó. HHS là con nha. Cổ phiếu cha, ông này con thì ông này ổng vận hành sao ạ? Ông này penny thôi. Thì ok, thì lưu ý mà khi em mua những cổ phiếu như vậy thì em nên lưu ý là cái điểm chặn lỗ của em ở đâu ạ? 5.3, 5.2 nha. Đó, còn hiện tại nếu trường hợp nó test ở về 5.65 em mua, gãy vùng giá này em bán rồi xong, thực hiện đúng nguyên tắc như vậy. Còn không á, mà khi nó có anh thì anh không có niềm tin vào penny, nếu trường hợp chọn TCH thì cũng được. Còn mua thì 5.65 gãy dưới này chấp nhận bán, còn bị bán tháo là chấp nhận chịu, cái đó là không ai biết được nha, mua tỷ trọng vừa phải em ạ. Còn mua thăm dò mà mua tích sản thì là câu chuyện khác nha Trang nha. Trang Hải Phòng nè. Rồi Get. Ok, bạn hỏi Get thì anh nghĩ thế này,
nếu trường hợp mà ông này ông có một cái sự phân kỳ dư nhất định, đa phần là cổ phiếu hiện tại là đều rơi trong bài toán này. Khi em chấp nhận em mua ông này được, ông này bị cái xấu là ông không vượt qua đường EMA 20 nha. Nếu trường hợp như vậy em nên chờ một phiên nó vượt qua hẳn đường EMA 20 và vol vào rất là lớn á, và sau đó em chờ nó retest trở lại một phiên tiếp tục và nó không thủng đáy thì em mua phiên đó, và sau đó là em đặt chặn lỗ dưới vùng giá là 18.5 nha. Còn hiện tại nó vẫn chưa vượt qua, lưu ý em nha. Rồi, Thân Cường Võ, hello anh, ok, cảm ơn em nha. Hãy thấy chiều mua của S Sài Gòn đúng không ạ? Cảng Sài Gòn, ok. Nếu trường hợp mà mua như vậy thì mình nghĩ ít nhất ông này ông cũng đang trả lại những vùng hỗ trợ, vùng giờ. Ở nè, ông test lại cái tỷ lệ vàng rồi. Nếu trường hợp mua như vậy thì chấp nhận là mua giải ngân dần trước nha. Ông này ông cũng dính vào, ông này ông không, thị trường không giảm thì thôi chứ ông giảm cũng đi miệt mài. Hỗ trợ gần nhất thì mình nghĩ là 15 về vùng giá này. Ông này thì sàn bốc com nữa, cho nên thì mình thì cũng không có ưu tiên lắm đối với trường hợp mà đánh sóng trong giai đoạn hiện tại mà dòng tiền nó đang như thế này. Còn khi bạn mua tích trữ tài sản thì bạn chấp nhận một phương án như thế này giùm mình nha, là hiện tại nếu như chúng ta lấy từ thời điểm năm 2020 Covid á, đến giai đoạn hiện tại là ông này đã test lại tỷ lệ vàng là hơn cái gì rồi, là có lẽ là chúng ta nên giải ngân dần cũng được rồi đó, mua theo tích sản, ok nha. Phải đưa cái đầu của chúng ta là mua theo trường hợp như thế nào và đã chấm cổ phiếu này bao lâu rồi ha. Đó, vậy thôi ạ, chứ không còn cách nào nữa. Còn không là bạn phải chờ bùng nổ theo đà bạn ạ, nói thật. Sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5, ông này mà có khả năng ông test trở lại vùng dưới này thì mình không biết là sóng 5 này hiện tại nó hoàn thành xong chưa nha. Thì đâu đó một là ông test trở lại vùng giá 17x để xem. Vol không có thì rất là dễ bị đạp, dễ bị kéo. Mình thì mình lại không mua ấy lắm lúc này. Còn mua thì mình nghĩ bạn mua 50% thôi cho nó có lệ được rồi, nói thật. Thật sự luôn chứ không biết khuyên giao luôn á, nói thật luôn á. Này là lời nói nghiêm túc của mình nha. Ok, về kỹ thuật thì nó không ủng hộ, nói thiệt. Vì sao là bào liên tục nè. Còn về mặt về bức tranh tổng thể á, bức tranh tổng thể thì hiện đại ông này ông đang có một cái hỗ trợ bên đây và ông đang chạm lại cái hộp lưu này. Còn tốt mà đẹp trời nữa là ông này ông về lại 15.7 là quá đẹp luôn để mua để dành ha. Tạm thời như vậy thôi bạn ạ. Ok. MSH Mây Sông Hồng, ok. Mây Sông Hồng với lại là TNG thì mình đánh giá rất là cao trong cái dòng dịch mây ha. Ok. Với một cái cây nến như thế này thì mình nghĩ là bạn nên, nếu trường hợp bạn có mua, bạn thăm dò cũng được dần dần được rồi và chấp nhận khi bạn mua xong nha. Có thủng đáy vùng giá khoảng 41.5 các bạn nên bán ha. Cái đó là lời thật. Và biết đâu ông này cũng sẽ tạo thành một cái hộp đánh trong cái biên như thế này. Ông kéo lại thì biết đâu ông sẽ kéo lại vùng giá khoảng là 50. Nha mọi người, còn muốn vượt qua 50 thì phải về lại 47-48. Rất rõ ràng nha. Rồi. Minh, chào anh Thái, giúp em là SBT chiều bán ra vì em thấy giá đường thế giới hiện tại đang lên. Trước em mua 26, em đang tranh thủ đợt này ao hàng, anh giúp em chiều bán, ok nha. Bạn này hỏi rất là lịch sự luôn mà, rất là vui á. Với hiện tại thì anh thấy như thế này nha Minh nha. Ông này đã đang ok. Thật sự mà nói cái hỗ trợ gần nhất thì anh nghĩ ông này ông đã được là ông đã sẽ gần nhất là bao nhiêu ạ? Có lẽ là vùng này thôi, 16.4. Trong những phiên này là phiên bắt test trở lại, mình ví dụ nha. Đây, ông này test trở lại là 0.5 thì ok. Anh nghĩ là hiện tại vẫn tạm thời giữ được em nha. Nếu trường hợp nó có kéo trở lại những vùng giá khoảng 18.5 thì em nên hạ bớt. Còn đây thì cái hiện tượng là đường EMA 20 bắt đầu đang duỗi ngang thì không biết cái câu chuyện ông này ông có tạo thành một cái hộp này để ông đánh ông rủ tiếp tục hay không đây nè. Đó. Thì anh nghĩ là cái tinh thần mà tư duy bán nó lên trực chờ hiện hữu nhiều hơn nha. Ok. Rồi, còn về cái đáy gần nhất thì ông này ông đã test lại 16.4. Anh nói vậy ha. Được cái là ông này đang năng dần đi lên nè. Đó, Von lúc này đang vào bên đây quyết liệt rồi. Ông này test lại 0.5 thì ít nhất cũng chuẩn bài của một, ví dụ trường hợp đây là sóng 1, bây giờ đang sóng 2 thỏa rồi ha. Trường hợp mà sóng 3, sóng 4, sóng 5 thì đi lên trở lại vùng này thì trước mắt không biết là ông này có thỏa được cái điều kiện này hay không. Đây. Đó, ví dụ vậy ha. Đó. Anh ví dụ thôi. 1 2 3 4 5 ví dụ nhà em nha. Thì để em xem
cứ chờ thôi, hiện tại vẫn cầm được, đâu có dấu hiệu gì xấu đâu, hả? Cầm được em nha. Còn thủng đấy là phải bựa, còn không về kháng cự này cũng phải hạ cho nó an toàn chứ không biết được. Về kháng cự mà có dòng tiền vào thì ok, nên chấp nhận là giữ lại tiếp tục nha. Bullseben cũng đang giữ ngang nè, đường MA20 cũng đang giữ ngang nè, tốt, tín hiệu tốt là ông này đang đóng trên thôi. Còn chỉ sợ là ông này bị tèo cái lỗng, phải sợ ông này ông đánh cũng rất là mafia, ông tèo cũng sẽ test lại những vùng giá dưới này ha. Rồi có một cái điều tích cực là ông này cũng y bài thị trường là sao, có một cái hiện tượng phân kỳ dương, ok cho em nha. Mà ông này là hàng hóa nữa. Rồi hello người anh em của mình là ở Hải Phòng Hùng nha, chào anh Thái, chúc anh sức khỏe nè, chúc anh hỏi là đích nhận định đích đúng không ạ? Bạn hỏi đích thì anh thấy đích là dòng tiền được qua là ok, nó có vào nha. Khi mà nếu trường hợp mà em muốn mua thì chỉ có thể là bây giờ nó đi tăng mạnh như thế này thì nó cũng khó. Ok, nếu trường hợp em mua em chấp nhận bất đắc dĩ á, em mua xong thì vui lòng là nói thiệt, không bị bán tháo mà nó bị bò tùng xẻo á, rớt 36 là phải bán liền, nói sự thật. Còn cái chuyện mà nó đây, cái kênh giá lên thôi cũng dễ thôi. Đây, rồi kênh giá lên thì ông này ông sẽ đâu đó kéo lại những vùng như là 41 hoặc là 40-42, nó sẽ có một cái kịch bản là chạm lại những vùng kháng cự thì để xem nhá. Nhưng quan trọng muốn qua cái chỗ đó là phải đạp luôn vùng giá khoảng 40 là rất là mạnh thì nó mới kéo được nha. Để xem ông này ông kịch bản ông sẽ đi như thế nào. Còn hiện tại ông đang tạo thành một cái đường kênh giá, vùng kênh giá đi lên nha. Có thăm dò thì nói thật là chỉ mua 5-10% hoặc là em chỉ quan là cái lá gan tới đâu thôi em nha. Còn bây giờ ok, nhớ luôn, kháng hỗ trợ là chắc là lấy dưới râu nến này, nếu nó cho chúng ta có cơ hội sửa sai là mua xong á mà nó bò cứ dít dắt đi xuống thì gãy qua đường EMA 2, đường EMA 10 là phải bữa liền, không tư duy gì cả chứ không nó sẽ thẻo về dưới này lại nữa nha. Ok. Rồi. Còn dòng tiền được vừa rồi là có vào nhưng mà không biết vào xong nó có bị bò tùng xẻo dần nó trả về này không? Cổ phiếu mà trả về này sau một cái phiên 2-3 phiên xong mà T cộng là trả về này là thua nha, yếu. Rồi KSB nha, KSB bạn hỏi là khoáng sản đúng không ạ? KSB thì hiện tại anh thấy là sao ạ? Ông này ông có hiện tượng tạo thành một cái dấu hiệu là phân kỳ dương rồi nha. Đây, ok, nếu trường hợp mà như vậy á, anh nghĩ là em vật liệu xây dựng đúng không ạ? Chắc có lẽ là kỳ vọng theo câu chuyện của đầu tư công, nhưng mà ông này ông yếu là thế này nè, ông vẫn không vượt qua đường EMA 10 và chưa vượt qua đường EMA 20 nữa, cho nên anh sẽ không chọn những cái tuyến dưới như thế này quá ha. Một là ông phải vượt qua đường EMA 20 rồi mua cho nó dễ, ít nhất là như vậy, còn không là nó phải tạo được cái đáy sau nó cao hơn, chứ ông này lại đáy sau nó không thỏa mãn thì thua em nha. Em mình mua kiểu này giống như là mua đang phó mặc cho cái câu chuyện là phân kỳ dương, mình thấy nó phân kỳ dương thì các bạn là mua bắt đáy thôi. Còn khi em mua em chấp nhận luôn, em mua thì em phải đặt chặn lỗ đâu ạ, là 21.15, nhưng mà anh thì anh lại không khuyến cáo mua theo kiểu này. Rõ ràng như em nha. FRT. FRT anh thấy là chua hùng ạ, nói thật. FRT là như thế này, không biết dòng bán lẻ sắp tới sẽ là như thế nào, nhưng hiện tại không thấy dòng tiền đang vào nhóm này rõ ràng. Và nó vẫn đang có những cái vol bị bán rất là quyết liệt, và nó không có một cái gì cái hiện tượng là phải đi ngang và chờ thời cái đó. Ok, anh thì không thấy ổn nha. Đang chờ xem video của anh hôm nay. Ok, hello, cảm ơn em, người em Hải Phòng nha, ủng hộ kênh, hello One nha. Rồi, bác sĩ Tâm Tuệ Thư nè. Ok, bác sĩ Tuấn nha. 2 ngày cuối tuần phục hồi, hy vọng tuần sau tiếp tục đà hồi phục để đưa anh em về bờ anh Thái nhỉ. Rồi, chúc anh Thái cuối tuần vui vẻ, em định hỏi về cổ phiếu nhưng em đọc thấy nhiều mình được, ok nha. Rồi, rất là cảm ơn mọi người. Nói chung thì mọi người lưu ý nha, trong giai đoạn sắp tới thì mình nghĩ là những cổ phiếu sau đây nè, là SSI nè, rồi đây là cổ phiếu của dòng chứng khoán nè, hoặc là VCA nè, đó, rồi cổ phiếu của dòng xây dựng thì mình nghĩ là C2 nè, mọi người nên quan tâm nha. Ông này ông tại sao ông tạo thành một cái mô hình chuẩn chỉnh là sao, ba đáy đi lên và có dòng tiền vào, VCG nè, đó, rồi FCN nè, rồi HBC nè, đó là một trong những cổ phiếu mọi người, nhưng mà những cổ phiếu nào nó tăng là mọi người nên lưu ý là chờ cho nó có những cái nhịp chỉnh giảm lại trong phiên cái đã, ha. Rồi cổ phiếu nào nữa ta, CTD, những cái cổ phiếu mà điểm sáng của vùng xây dựng đó nha, xây dựng nè, đầu tư công, rồi ông bất động sản khu công nghiệp, đó là một vài cổ phiếu. Nhưng mà để xem cái thứ hai tuần sau là mọi người lưu ý á, nó sẽ có là những phiên trả rất là mạnh, chứng khoán xây dựng, BVH mọi người xem thử nha,
BVH nè, đó. Rồi ông này cũng đang trong một cái mô hình đang nén như thế này. Rồi chưa ạ? Vinamilk là trong những cái cánh chim đầu đàn thôi chứ chưa biết nói sao ha. Chứng khoán, bất động sản, xây dựng, bất động sản thì có ông nào mọi người ạ? Ông vùng thấp thì chắc có lẽ ông TCH, nhưng mà ông này thì không khoái lắm. CKG. CKG ha. Đó, ông CKG thì được nè mọi người nè. Ít nhất ông CTG ông vẫn còn giữ được cái vùng giá dưới này, có tạo thành đáy này, tạo thành một cái hộp này, giá chưa chạy bao nhiêu. Đấy. Tiếp tục là đây là đang đánh theo dòng tiền đó các bạn mà thật sự ghiền nha. Sale. Sẽ chờ ông đích. Rồi. Bất động sản, rồi xây dựng, đầu tư công, rồi khu công nghiệp, rồi sau đó mọi người. Đấy. Ok, tạm thời là chứng khoán nữa ha. À thép. Thép thì Nam Kim gấp. À, ông này cũng đang trong trạng thái là đang test và nén như thế này nha mọi người ha. Phải có dòng tiền vào bước qua cái này thì mọi người lưu ý là mua xong mọi người đập chặn lỗ dưới 17.8 rất rõ ràng. Ok chưa? Còn không là mọi người nên chờ những cái nhịp mà ví dụ thứ hai nó bắt test trở lại á, liều lên lên tàu luôn. Ví dụ vậy và lên tàu một tỷ đồng rất là vừa phải nha. Chứ đừng có nghe mấy ông mà hô bắt đáy hô hào cái kiểu mà người ta bắt thì bắt có 5-10%, mình là quất luôn, mà on in là chết ngất mình luôn nha. Rồi xong. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình nhận định thị trường vào ngày mai nha.